Bất động sản Đất Việt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ ký gửi em một cái miếng đất nền nằm ở đường này là cho xe ô tô, xe tải lưu thông rất là dễ dàng nha anh chị. Ở đây mình có đèn đường luôn nha, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha. Với ngang là 19m, chiều sâu là 29m nha. Cái hướng đất mình đây là hướng đông, anh chị nằm hợp phong thủy của tuổi á. Đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Đất mình hiện tại là đất rau năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Địa chỉ đây là ở ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Anh chị đi trước màn hình mình nè, đã có hướng này đi thẳng hoài luôn ra đường huyện lộ 35 là khoảng là 1 km là tới nha. Ở đó thì có cái nhà tạm, cũng buổi sáng bán cũng đầy đủ rau củ quả thịt cá anh chị ha. Cái đó về trái á, là về thành phố Mỹ Tho là 6 km nha. Còn về phải là về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim là khoảng là 4 km. Rồi để quay một vòng mình xem ha. Đây là hàng xóm mình đây à, rất là đông đúc nha. Đây là đèn đường anh chị thấy không? Cái đường này là lúc trước là đường 2m đó, giờ hiện tại là nhà nước đang mở rộng là 3m anh chị ha, rất là rộng luôn. Nếu cứ tính cái lề nữa là 4m nha anh chị à, rất là rộng. Hướng ngược lại thì anh chị đi thẳng đường này khoảng là 300m là sẽ đụng tới đường nhựa Kinh Đào nha. Còn ra đó mình đi thẳng luôn là ra quốc lộ A là khoảng là 2 km nha. Còn đây mình đi chợ lớn nhất á, thì có chợ Xà Hộp nè đó, hay là chợ Dầm Dứa nè, là khoảng là 3 km anh chị ha. Ở đó thì có đầy đủ hơn như là trường học, ủy ban, trạm y tế, và điện máy xanh chị ha. Còn ở đây mình đi về thành phố Hồ Chí Minh á, nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị, về tới đất mình cần mua là 68 km là tới chị ha. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ quay qua đất cho mình xem ha. Đất mình á, thì em thấy rất là đẹp anh chị. Thứ nhất á, là đã có cổng nè, rồi có hàng rào nè, xung quanh hết đây. Đó mình mua mình về là mình không cần làm trước chị ha. Đó mình có sẵn rồi. Đây từ cái ganh vị trí bên tay phải màn hình anh chị. Đó, có trụ hàng rào cao khoảng là 3m luôn, rất là cao. Chiều sâu là 29 chị ha. Còn cái mặt tiền mình là 19m. Một con số rất là đẹp luôn chị ha. Trên đất mình hiện tại thì có trồng dừa. Đó, quay cao cho chị xem nè. Dừa trái màu vàng rất là đẹp luôn chị. Dừa này trồng được khoảng là gần 22 năm anh chị, rất là cao nha anh chị. Và có chuối anh chị ha, và một số cây kiểng ở trước cái sân của mình thôi. Đó, xây gạch lên khoảng nửa mét rồi kéo hàng rào anh chị ha. Ở đây thì mình mua chị, mình về mình cuốn lạnh xíu thôi, mình lại xây nhà ở chị ha. Còn cái cổng hàng rào thì đã có sẵn rồi đó, mình không cần làm chị. Đó cái cổng hai cánh bằng inox chị ha, rất là đẹp luôn. Còn đã có ốp gạch đây, cái cổng mình đây đây chị thấy không, đây là không gian rộng cái cổng mình đây. Qua tới cái ganh bên tay phải nè chị, đây và phải mình đây có cái trụ nè chị ha, cái trụ bên tay phải màn hình anh chị, đã cũng ốp gạch luôn anh chị ha. Hai trụ cột bên trước cổng thì đã ốp gạch hết rồi. Rồi hai cánh cửa là bằng inox đây. Bên tay phải mình này có mấy cái trụ bê tông này, chủ không có tiền kéo lưới chị ha, thì giờ kẹt tiền nên nó bán chị ha. Còn ở dưới đây là có một cái đường nước, đường nước này không phải đường nước cấp cộng anh chị đó, đường nước thì kế bên cái nhà bên tay phải đó, đã đặt cái cống qua cái đường đang đang làm chị ha. Đó mình có thể xả nước đây, tại nước đây là lấy ra vô có đặt cống rồi. Rồi để quay một vòng mình xem nha. Đây là hàng xóm kế bên đất mình đây. Trước hàng xóm mình đây có trồng một số bông giấy màu rất là đẹp anh chị ha. Đây đây là cái hướng ra đường nhựa Kinh Đào 300m anh chị ha. Anh chị không, về đây rất là bình yên, rất là yên tĩnh luôn chị. Ở đây mình cất nhà ở thì nếu con cái mình có xe ô tô, xe tải gì đó về tới vị trí đất và căn nhà mình luôn nha. Đây là mình kinh kinh thì nhà cửa cũng rất là sung túc luôn chị không. Cái kinh này thì khoảng là 10m nha chị. Đó, cũng rất là rộng ha.
đó, anh chị có thể lấy nước ra vô rất là thoải mái. Đã đặt cái cống ở dưới rồi anh chị ha, qua cái đường nước nãy em quay á. Rồi giờ em xin mời chị ha, giờ em sẽ đi vô bên trong đất mình tham quan nha anh chị. Đất mình á, thì em thấy thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Đó, hai bên cái lối đi vô nè thì có trồng cây mũ đơn, còn gọi là cây bông trang anh chị ha. Thì gia chủ định cất cái nhà để ở nhưng mà do kinh tế khó khăn làm nên mới bán anh chị ha. Cái miếng đất là tâm huyết của cha mẹ cho chủ anh chị ha. Đó, hiện tại thì chuẩn bị đổ một số bê tông đây nè chị ha, đổ sơ bằng anh chị, định cất cái nhà đó. Giờ phải bán anh chị ha. Đây là bên trong đất nè, đất mình em thấy thì không có thấp mấy anh chị ha. Ở trước màn hình mình thì có cái mương nhỏ thôi, thì chủ định cũng đắp gần hết rồi anh chị. Nó quay gần cho anh chị mình xem. Đó, thấy không? Đổ sờ bằng xuống anh chị thấy không? Nó đắp gần kẹt gần 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 bằng ở trên luôn rồi, nó còn beo rồi. Rồi em sẽ đi ra cái ranh giới cuối cùng ha để mình tham quan nha. Đây dừa nè, quay cao lại một lần nữa mình xem. Đó, dừa màu vàng rất là đẹp luôn anh chị. Đây rất là đẹp luôn nha, trái em thấy rất là sai luôn chị. À, cây nào cây trái đùm đùm luôn, quần cây luôn chị thấy không, nhìn rất là mê, rất là ham nha anh chị. Rồi giờ sẽ ra cái ranh cuối cùng mình tham quan ha. À, phía sau đây thì có trồng một số là chuối nè, rồi đu đủ nè, và một số cây dừa mới trồng thêm anh chị ha. Em thấy đất thì bên trong đây bằng phẳng rất là đẹp luôn chị, không có một ao hồ nào hết ở đây. Đó, mình về phía sau đây mình cất nhà, một cái nhà ngói Thái hay là cái một cái biệt thự ở đây mình ở rất là tuyệt vời. Tại cái mặt tiền mình là 19 mét thì rất là rộng rồi đó, mình xây rất là thoải mái. Ở trước sân mình có thể trồng một số kiểng đó anh chị ha. Qua đường trước cái đất mình hiện tại đang làm đường là 3 mét, đó lúc trước thì có 2 mét thôi, giờ đang mở rộng anh chị thấy rất là rõ. Nên em quay rồi, nhà nước đang làm là đường công cộng, đường thông nha anh chị. Đây, đây có xây bức tường là 3 mét. Còn đây là phía sau thì chủ cũng xây lên là khoảng là 1,2 mét anh chị. Đó, định nó kéo lưới nhưng mà chưa kéo anh chị ha. Ở bên tay trái mình phía sau đây thì có một cái mồ, cách khoảng là 10 mét anh chị ha. Cái này là mồ hàng xóm, đất người ta không phải đất của mình. Ranh giới của mình là tới vị trí chỗ cái xây bức tường 1,2 mét nè. Đây là ranh giới cuối cùng đất của mình chị ha. Đó, mình về mình kéo lưới anh chị. Đó, chủ đã đổ bê tông sẵn rồi nè và xây lên 1,2 mét rồi, rất là cao. Phía sau đất mình có một cái nhà vườn rất là lớn anh chị ha. Rồi đi qua vòng vòng để cho mình xem nha, hư khỏ hết đất luôn. Đó, phía sau chị không, đất rất là cao chứ không có thấp. Hai bên nhà rất là đông luôn. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên em số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 1 tỷ nha. Cái này chủ nó còn bớt một ít thôi chứ không bớt nhiều. Và sổ thì này là sổ đỏ đất từ xưa giờ đó, của ông bà để lại nên mình mua. Chủ sẽ đo đạc lại, ra công chứng, ra bản vẽ còn mới ra công chứng nên chị cũng rất là yên tâm nha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký giống hình để tương tác của em, để em có động lực quay những video mới tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.